thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Vụ chuyến bay giải cứu, Viện Kiểm sát áp khung hình phạt có mức án tử hình cho 18 người. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 19 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tống đạt cáo trạng truy tố 54 bị can trong vụ đưa, nhận, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao Hà Nội và một số tỉnh. Nhóm này bị cáo buộc lợi dụng các chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước trong dịp Covid bùng phát để trục lợi. Tổng cộng 21 quan chức đã nhận hối lộ gần 165 tỷ đồng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Theo điều tra, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khi Covid bùng phát nên được đặc biệt quan tâm. Các bị can lợi dụng dịch bệnh bất chấp quy định để trục lợi, khiến uy tín của Việt Nam bị giảm sút, tạo điều kiện cho thế lực thù địch xuyên tạc, kích động gây hoang mang trong nhân dân. Khi điều tra vụ án, hai sĩ quan công an còn nhận hàng triệu USD để chạy án lừa đảo. Việc này gây thiệt hại tài sản, làm giảm uy tín của cơ quan nhà nước nói chung và cơ quan tố tụng nói riêng nên cần xử lý nghiêm. Trong vụ án 18 người bị Viện Kiểm sát truy tố về tội nhận hối lộ theo khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Số này bao gồm cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Phó Chủ tịch Hà Nội Trừ Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân, bị can Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, cựu Đại sứ Vũ Hồng Nam, bị can Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng. Vợ cựu Thứ trưởng Ngoại giao nhận 50.000 USD từ doanh nghiệp ở quán cà phê. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao và một số bộ ngành địa phương. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 54 bị can ra trước Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về các tội danh trên. Hàng chục doanh nghiệp nhờ vả giải quyết cấp phép bay. Theo cáo trạng, ông Tô Anh Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, được phân công phụ trách chỉ đạo Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Cục lãnh sự là đầu mối tiếp nhận hồ sơ từ các doanh nghiệp tham gia thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong thời gian dịch COVID-19. Đơn vị này cũng ký văn bản xin ý kiến 4 bộ, gồm Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và ký đề xuất gửi lãnh đạo chính phủ phê duyệt kế hoạch đưa công dân về nước. Biết được vai trò của ông Tô Anh Dũng, từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, 13 đại diện doanh nghiệp đã tiếp cận, đặt vấn đề nhờ ông Tô Anh Dũng giải quyết cấp phép chuyến bay và được ông này đồng ý. Trong quá trình thực hiện, ông Dũng 37 lần nhận tiền của các doanh nghiệp. Cụ thể, tháng 7 năm 2021, Nguyễn Thị Tường Vi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam, gặp bà Trần Phi Nga, vợ ông Tô Anh Dũng, để tìm cách tiếp cận Tô Anh Dũng xin giải quyết thủ tục xét duyệt cấp phép các chuyến bay. Sau đó, Vi nhiều lần gặp, đặt vấn đề và được Tô Anh Dũng đồng ý giải quyết thủ tục để được cấp phép các chuyến bay cho công ty AT Investco của Vi. Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021, công ty ATA được cấp phép 32 chuyến bay combo. Quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ xin phê duyệt các chuyến bay combo cho công ty ATA Investco, ông Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ của Nguyễn Thị Tường Vi 3 lần với tổng số tiền 115.000 USD, tương đương hơn 2,6 tỷ đồng. Trong đó một lần Vi gặp vợ ông Tô Anh Dũng tại quán cà phê và đưa cho bà này một túi quà. Ông Dũng khai bên trong có 50.000 USD. Theo cáo trạng, từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã tập hợp đề xuất lãnh đạo chính phủ phê duyệt tổ chức thực hiện 772 chuyến bay đưa công dân từ nước ngoài về nước, 400 chuyến bay giải cứu, 372 chuyến bay combo. Quá trình cấp phép các chuyến bay công dân tự trả phí, một số cán bộ có nhiệm vụ quyền hạn tại Bộ Ngoại giao đã tạo thành nhóm lợi ích, đưa ra nhiều yêu cầu gây khó khăn cho doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp phải tìm cách tiếp xúc, gặp gỡ, thỏa thuận và ra giá chung chi cho mỗi chuyến bay giải cứu. Ông Dũng với chức vụ là Thứ trưởng có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo phê duyệt kế hoạch tổ chức chuyến bay theo đề xuất của Cục lãnh sự trước khi xin ý kiến của Tổ công tác 5 bộ, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Công an, Giao thông Vận tải, Quốc phòng. Cựu Thứ trưởng bị cáo buộc nhận hối lộ 21,5 tỷ. Các đại diện doanh nghiệp đã tìm cách tiếp cận, móc nối, đặt vấn đề để Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khi đó giải quyết thủ tục liên quan đến cấp phép chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước khi xảy ra dịch COVID-19 theo nội dung cáo trạng.
Trong các lần gặp nhau đầu tiên, ông Tô Anh Dũng đã đồng ý với các doanh nghiệp về việc sẽ hỗ trợ chỉ đạo cán bộ cấp dưới tại Cục Lãnh sự làm thủ tục giúp xin cấp phép bay được cấp phép tổ chức chuyến bay combo. Kết quả điều tra xác minh, cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng và đại diện 13 doanh nghiệp không thỏa thuận về số tiền sẽ phải chung chi, nhưng hai bên đều hiểu việc doanh nghiệp tham gia tổ chức chuyến bay sẽ có lợi nhuận. Lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2020 tại phòng làm việc của cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Tại phòng làm việc của cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Dũng gặp bà Hoàng Diệu Mơ, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Du lịch và Dịch vụ Hàng không An Bình và đã giới thiệu công ty của bà Mơ với hãng hàng không Vietnam Airlines tổ chức chuyến bay combo. Đại diện doanh nghiệp phải chi tiền cảm ơn. Và thực tế, ông Dũng đã nhiều lần nhận tiền hối lộ theo cáo buộc của Viện Kiểm sát. Cáo buộc này thống kê tổng cộng ông Dũng nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng của các doanh nghiệp trong vụ chuyến bay giải cứu. Khi ông Tuấn Tim mong sớm trở lại với nghề. Thưa quý vị, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, ông Nguyễn Quang Tuấn là một bị cáo được dư luận quan tâm với sự nuối tiếc về đôi bàn tay vàng. Ông Tuấn được biết đến là Chủ tịch Hội Tim mạch Can thiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội, thành viên Ban Cố vấn Hội Tim mạch Học Can thiệp Châu Á-Thái Bình Dương, thành viên Hội Tim mạch Can thiệp Hoa Kỳ. Bị cáo Nguyễn Quang Tuấn từng được trao giải nhất giải thưởng nhân tài đất Việt trong lĩnh vực y tế cho đề tài can thiệp động mạch vành qua đường ống thông đặt stent. Đôi tay của một chuyên gia tim mạch được xem là vàng, nhưng đôi tay đó phải mang còng số 8 trước một phiên tòa xét xử về tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đôi bàn tay vàng đó lẽ ra đã có thêm những cơ hội cứu sống nhiều người. Quá đáng tiếc, đôi tay đó đã không còn là đôi tay vàng, người thầy thuốc nhân dân đã xa rời nhân dân. Tại phiên tòa sáng ngày 18 tháng 4, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Nguyễn Quang Tuấn có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đạt nhiều thành tích trong công tác, là thầy thuốc nhân dân. Bị cáo tỏ ra đặc biệt ăn năn nên chiếu cố xem xét giảm nhẹ. Viện Kiểm sát đề nghị Tòa Nhân dân Hà Nội tuyên phạt cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn 4 đến 5 năm tù. Trong lời nói sau cùng, ông Tuấn gửi lời xin lỗi tới toàn thể cán bộ hai Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai. Sai phạm của bị cáo đã ảnh hưởng đến uy tín của hai bệnh viện này. Bị cáo Tuấn mong hội đồng xét xử xem xét giảm án nhiều hơn nữa, đặc biệt là các bị cáo thuộc Bệnh viện Tim Hà Nội. Tôi nhận thức sâu sắc vai trò của mình trong vụ án. Tôi mong tòa có đánh giá nhân văn hơn nữa để sớm trở về đóng góp cho ngành tim mạch. Ông Tuấn nói lời sau cùng. Để có được một người giỏi chuyên môn như ông Tuấn Tim không hề dễ dàng. Đó là một dạng tài năng đặc biệt và câu nói của ông mong sớm trở về đóng góp cho ngành tim mạch thật sự lay động nhiều người, nhất là những người đã từng được chính đôi bàn tay vàng ấy cứu sống. Hình ảnh đôi bàn tay vàng tra vào còng số 8 trước tòa là bài học sâu sắc cho nhiều người. Sống lương thiện, làm đúng lương tâm nghề nghiệp, sống bằng chuyên môn, năng lực, tài năng của mình là ổn định, bền vững và hữu ích nhất.